Ok, xin chào mọi người nhé. Thì thực ra trong cái video này chả biết có gì cho mọi người xem nhỉ. Đang cấp 108, mình đang bị kẹt rồi. Bây giờ mình sẽ đầu tiên thì hôm nay thì mình sẽ ăn cái lễ bao rồi nhé. Phản hồi mình không ăn tại vì phản hồi tốn kém quá không ăn, nhưng mình sẽ ăn cái lễ bao này. Thì nó có cái đan pet này, nó có cái cuốn sách này với có mảnh long hồn là mấy cái thứ mình đang cần ấy, nên mình sẽ ăn phản hồi này. Ngoài ra bạn để ý lần trước mình có kiểu mình đã ăn 50k tính ở cái bên nói chung là đã tích lũy 50k không? Thì nếu hôm nay thêm 2.500 nữa mình tròn cái tích lũy đợt này là 3.000 vàng ấy. Thì thôi đấy, ít ít như vậy nhưng mà nó sẽ giúp mình đủ đủ mức, nó tròn tròn một tí. Nó giúp mình được tròn cốt ấy. Thì đấy mình sẽ đổi vào 2.500 vàng. Thế bây giờ bắt đầu đầu tư lại nhẹ hơn ngày xưa rất nhiều đúng không? Nói chung là đợt này cũng không có mua được bánh mì đâu nhé, tại vì tầm gì cũng ít vàng, cái này cũng không đủ mua bánh mì ấy. Thì thế nên là đợt này lên cấp sẽ chậm đấy. Sau đó mình sẽ ăn đổi cái cốt vào, mình sẽ đổi cốt vào, mình ăn luôn cốt đây, được thêm hai cái cốt. Đó, nhận. Ngoài ra nhận cái lễ bao nữa này, nó cho rất nhiều hải hồn đấy sao ấy. Lại thêm cờ nữa chứ, bây giờ mới đủ level dùng cờ thôi. Năm mươi nghìn này, 50.000 hải hồn luôn, sợ ấy. 50.000 hải hồn chắc phải lên được ít chứ. À đây được thêm tí ít chiến tích này, sẽ nâng được thêm tí ở chỗ cái viện nghiên cứu công hội này. Những cái này cất vào đã. Thực ra mình bỏ túi vàng ra cũng được thêm ít vàng đấy, nhưng mà nếu mà mua bánh mì thì chắc cũng hết sạch thôi. Thế cứ để đấy đã, sang đợt thương thành sau rồi xử lý tiếp vậy. Tại vì các bạn đợt này nó sẽ bị kiểu lẻ, nó sẽ bị lẻ vàng cái thứ nên là chưa muốn lắm. Đây có cái vàng này là vàng của cái thẻ tuần đấy. Cái thời trang này thì giá là lấy thủy tinh thôi. Đây, lại được thêm kinh nghiệm nguyên tố này, để nâng thêm nguyên tố. Ba lô thì cất vào này. Cơ bản nó cũng chả thêm cái gì khác ngoài mấy cái đấy không? Xem tí là sắp đủ con tinh linh hay cái áo choàng nữa chưa? Áo choàng thì chưa. Tinh linh Lucifer vẫn có 57 cũng chưa này. Mảnh trái hồn là 79 thì nói chung long hồn chắc là sớm có thôi. Rồi hòm hòm như vậy đã không? Bây giờ ta vào trong hải hồn trước này. 58 không? Không được đổi cung tiếp theo thôi. Chắc chỉ sang là mấy cửa thôi. Nói chung về sau thấy hải hồn nó tốn lắm, lên không được mấy nữa. Rồi những cái này nói chung là chả có gì để lên nữa sao ấy. Xem giờ này còn ai on không nào. Hết người on nữa không? Đi tuần tí. À, bây giờ dò xử ấy tiếp con cà rốt nè. À con này bắt đầu tiến hóa này. Ồ bây giờ mình tiến hóa con pet này đã. Tiến hóa xong có thể mình sẽ nâng được con này lên đúng không? Ủa chưa đủ sao? Level 100 rồi mà. À, tiến hóa 22 cấp kìa. Đây tiến hóa được bao nhiêu? 21 à? Tiến hóa 21 lên 22. Bây giờ cần thêm cá kìa. Cá thì chắc không có đủ rồi. Thế lại phải từ từ đã không? Mình chưa tiến hóa con này mình chắc phải quay về cà rốt tiếp. Mình cứ tăng tốc con này lên một tí. Cứ tăng tốc con lên một chút đi thôi. Phần video này ngắn tủn chả có gì để quay thật đấy chứ.
Các video thì ta phải cố kiếm cái để quay đấy. Thế này là nâng cấp lên một chút này. Đó là cho đan vào này. Mình đang cần nó mở thêm những cái ô kỹ năng kia xem nó lĩnh ngộ được cái kỹ năng gì. Nó cóc mở ra mới khổ chứ. Ô đúng là nó không mở thêm được cái gì thật này. Bao nhiêu ngày rồi, không thể nào mở thêm cái gì nữa. Ở đây ta có thêm cái phụ bản tập kích mới của cái map. Người ta đi cái phụ bản này thôi. Em chắc là phải mò về Immerdal nữa. Những cái lúc bí này chỉ có Immerdal là cái để thử thôi. Thế bây giờ chả biết đi đâu cả. Quên mất mình phải để comment lên trước không? Đang để chắc là trận lần trước là đánh Immerdal chứ. Nó chả có gì cả, không cứ bắn một phát là chết luôn thôi. Nói chung là cái mạnh thì nó hơi nhạt nhẽo như thế là nó hơi bị nhanh quá. Rồi bây giờ kiểm tra xem nốt một phát nữa xem còn cái gì nữa không, không còn gì ra vào Imbrown nữa. Hết thật rồi. Chả có gì cả. À nguyên tố, còn cái nguyên tố nãy nói chưa ấy không? Đổi trả đổi rồi mình tăng tốc nguyên tố không? Bây giờ cái này thì nó 8. Cái này có đủ không nhỉ? Ấn thử thêm nguyên tố nào. Cái này chưa đủ để lên được cái 20 thôi, mình nâng tí của cái sinh mệnh này, của cái nguyên tố này lên cho con Ken nó lên tí máu nhé. Rồi cho nó hồng hồng level 7 đi. Xong mình mới vào Immerdal thứ cho nó nhiệt tình tí nữa. Con này hôm trước mình quên xử đang đánh thế nào, hình như con đấy vẫn đang để như vậy thì sao nhỉ? Đánh thử phát nhớ lại đã. Nhiều việc quá chả nhớ chính xác là trước video trước đánh như nào nữa. Đánh cái con này căng phết. Thôi, mê lại dính hôn. Mê lại dính hiệu ứng rồi còn đâu. Các bạn là cái lúc các con Ken nổ đúng lúc còn địch cũng nổ ấy, thì nó mới hiệu quả. Còn nếu mà nó không đúng lúc thì cũng khổ lắm. Toi con Ken rồi còn đâu. Là còn mỗi mình main thì không biết main có đủ sức để khử địch nữa không chứ. Ở cái con kia là kiểu nó khá khá vật công hay sao, hơi khó giết nó. Được cái là bọn này nó tấn công nó gây nộ nhiều, mỗi con chết tiệt thì nó cấm tích nộ thôi. Thì nếu không không bị cấm tích nộ thì tự động là mình sẽ lên được khá khá, mình sẽ nộ được khá nhiều lần đấy. Nó chết tiệt con kia bắt đầu nó nộ rồi. Chỉ mang tính chất là hên xui một tí cái chỗ cái con kia và hiệu ứng thôi. Có thể đánh thử vài lần nữa chứ không thì có thể sẽ có xác suất để có thể qua đấy. Nên mình để Kaku ở góc này thì à đâu để con này thử để vậy xem có khá hơn một tí không nhỉ. Ra muốn cho Ken nó sống lâu hơn tí thì nó yểm trợ con bên nó dễ hơn ấy. Mền lại dính hiệu ứng rồi. Mền dính hiệu ứng nhiều này thì mệt rồi. Phát này chắc vẫn chưa qua, chắc mình đánh thử thêm phát nữa, mình nãy nó dính hiệu ứng nhiều quá. Cái chặn đòn ấy, kia của đấy không chặn đòn phải đỡ được một tí máu cho con khác thôi. Lại dính hiệu ứng này, mệt.
căng phết, căn bản với con tiên nó không sống được ấy, nó không sống được nên thành ra là đánh nó không được lâu. À cái này có vẻ có khả thi hơn tí này. Bây giờ main nó nộ thì con kia sẽ tự tự hủy chính nó, thì còn đối đầu hai con này với nhau thôi. Đừng có bị hòe được. Cố gắng thắng đi chứ. Cũng hơi thất thế một tí ấy. Nhưng căn bản là con main nó nộ, nó có khả năng tạo vách sắt nên cũng chưa chắc được. Ồ chết 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 rồi, nó nộ rồi. Ui trời ơi, suýt nữa là thắng rồi. Lại lần nữa không? Cứ thử thôi, không? Chả mất gì cả. Mê vẫn còn nhiều máu là mừng rồi. Con Ken thì hứng được một đòn của con tự thiêu kia là sướng rồi. Hôm nay phát này có vẻ khả thi hơn đấy. Ngon rồi, phát này nó nổ là con tia tự chết rồi. Nhưng quả vẻ mê vẫn hơi ít máu nhỉ. Giờ chỉ cứ chờ vào hố đen thần thánh thôi chứ chả giải quyết được cái gì cả. Giờ chỉ cứ chờ hố đen thôi. Hố đen nó nổ được nó là ngon. Đấy, may quá, suýt chết. Nói chung là bây giờ chỉ có đi thêm tí inbound thôi, chả biết đi gì. Đây, cho cái này chặn. Đôi khi cái đồng nội thứ sáu nó không phải sinh ra để tấn công, nó chỉ gọi cho là ra chết thay con khác thôi. Không, phải thấy con VV nó ra chỉ để chết thay con khác thôi. Không biết bao giờ lấy được lò, có lò đi chắc là dễ dàng hơn. Đang bị choáng cái kia mới đau ấy. May quá được cái vách của thằng Ken nó một tết dở. Tập này chắc không thua ở đâu nhỉ? Con kia bây giờ dính đống hiệu ứng thì chắc không không sống được đâu. Hôm nay video này quay cái của ngày mới nhưng mà quay tận lúc hơn 12 giờ sáng nên là nó cũng hơi mệt đó. Tức là hơn 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 0 giờ một tí. Đang phải uống tạm lon Milo cho tỉnh táo mà quay nốt. Nên có thể bạn nghe tiếng uống nước thì bạn thông cảm nhé. Bận rộn quá bây giờ mới đang ngồi quay. Để cố gắng làm sao cho đang ở nhà, cố gắng làm sao đợt này đang ở nhà thứ nhiều thì cố gắng làm sao ngày nào cũng có video ấy. Vì thế là mình cũng cố gắng thôi.
Mấy hôm gần đây là cũng không 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 thức đêm quay nữa rồi. Hôm nay cũng phải cố gắng lắm mới ra được hơn hơn 0 giờ sáng tí này. Để cũng mệt. Nói chung là thức đêm nhiều quá bây giờ cũng đuối rồi. Vẫn chỉ có Ken với Mên những con trụ lại cuối cùng nữa. Ken Ken toi rồi chắc là Mên cũng hy sinh nữa. Không sao, ta để con này cho video sau nghiên cứu tiếp cũng được không? Còn một lần đánh Weaver nốt rồi. Một lần này nó đánh ở đâu nhỉ? Có ai để nó tấn công từ dưới lên có vẻ lành hơn nữa. Ăn may thì quả né tránh nhưng mà chắc vẫn thua. Cái giống đa ăn may hiệu ứng rồi mà còn không thắng, tức là cái tỷ lệ thắng cực kỳ khó luôn ấy. Ăn choáng đấy chứ. Đúng như được đoán là khó thắng lắm. À lần này đang có cái quà ở trong đấu trường ấy thì bạn cứ đánh đi nhé. Nó có xác suất rơi ra quà, chả mất gì mà không đánh đâu. Cứ đánh đi, có mấy lượt nó vừa lên lên ra mấy cái room cũng tiện đâu. Có thể bạn không dùng để tăng tốc tướng, bạn dùng để cống cây ác ma cũng tiện. Nên cứ đánh đánh cho hết cái lượt đấu trường đi. À, vừa được danh hiệu kìa. Danh hiệu này không biết có chưa nhỉ? Chưa có, thế là tăng lực chiến rồi. Nó có cái trong đấu trong cái chuỗi kiểu ra quà đấu trường nó chỉ có một danh hiệu thôi nên đã có rồi coi như là ổn rồi đúng không? Bỏ công thức đêm để quay được cái danh hiệu. Mặc dù nó cũng không không phải là danh hiệu gì ngon nhưng mà có lại được cái danh hiệu nữa à? Nhưng mà cái danh hiệu đấy nó trùng nhau nên là sẽ không dùng được đâu. Chỉ đem cống cây thôi. Dự kiến là sau vương giả chiến là cây ác ma đấy, nhưng mà quan trọng là mình chả tích được cái gì để cống cả. Thế là cứ kệ thôi. Một trăm mười, 111 đều có tính năng à? Nghe chừng cũng căng. Đi soát mỏ lần nữa chả ai còn gì nữa thì ăn mỏ thôi. Can Joseph thử cướp mỏ. Ngắm ngắm xem thấy mặt của lo chưa nhỉ? Chưa thấy mặt lo đâu cả, nói chung còn nan giải, chắc là lo là con hỏi chấm vậy thôi. Nói chung là chắc cái video lần này nó chỉ nhạt nhẽo có vậy thôi. Vì là căn bản mình chưa lên được cấp ấy, nên mình không có gì để sâu cho bạn xem được nhiều ấy. Nếu bạn thấy video này nó vẫn có cái cho bạn đáng để xem, thứ thì like, subscribe, ủng hộ mình nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Ở đây còn nốt 3 lần để ấn nốt xem có ra được quà gì không nào. Rồi, chả ra cái gì cả. Xin chào các bạn nhé.